nhớ xong á mà nói vậy tôi xin đồ phú đảm bộ nát giá dọ nâng chế tôi chống cân cầu liều nâng chế tôi chống được tiền liều cô là gồm con của ít liều hả cô tôi xin đồ phú đảm bộ nát là chống phú hít xe đỡ nhớ gồm con sai liều nâng mà tôi chống sắp lợi liều mà nói thì cứ tôi xin đồ nặng nó lại thế nhở là cứ cho chó đau cơn tới nè tôi chống cân cầu liếu tôi chỉ cứ quản nó chống cân cầu mà nó thứ gì tôi do mỏi sầu đó chỉ năng chống cân cầu nè ta kỹ mà nó hay là chống ô chống cầu nằm đó cân cầu lực sẽ đỡ cứ chống cầu nằm đó cân cầu giờ lại cứ chờ để chống cầu lo hả chị là cơ lù xưa bây giờ đã cứ tôi đã buồn đảm bộ nó cứ chống cờ ha mà nó đang cứ tôi chống cờ thế chống thế mà nó tại sao nó chế từ mùa nó họ giờ là tôi bỏ sai hết trâu á chỉ trâu đi cha sẽ là sai kéo câu chuyện lần đó cần cầu ly thế tôi bóng chơi lô chè dù dọa chơi lô ta xíu thế nha tôi tự chữ thế ạ ôi dù chị trâu á tôi đâu chia sẻ bộ trâu á mà nó nâng cuối tôi trốn cơ á sẻ bộ trâu á chị trâu á đó tôi nó chia đùa cụ giờ hay là chỉ số tôi hay là cụ chỉ tôi đùa đùa ha tôi xin cha ta nói chừng tôi ta do nè là sự đời cứ là sai cho chong cần cầu tôi cũng là ấp lu là thế ấy lu ở lu nhau bao sáng thì nó gì tao khờ ấy ạ chế bộ trâu trâu là khỏi lõi lưu từ mở ra tòa chỉ trâu ha tôi yêu cho ấy chỉ phải lấy ngồi lấy chỉ lưu cho chó không cô là cơ lưu nó xưa nay rảo chỉ bố ha lấy cho ngôn lo nó đó cần gọi ôi dù bóng kê lưu lô chị thổi nhưng chưa xin nó nâng cô cho chong cần cầu cô dặn chị lấy rong hiếu ở nơi rạp chị bố đầu cũ hiếu cho cần cầu rồi lại khó mua cần cầu hiếu mà nó chị nâng cô chong cái ta xì xì chong bộ ly chai hiếu ta là không giờ của nhớ đồ bố sàn đà hiếu Thank you.
để nó chế với cô ta là phải chế cô lý lý cho một tờ hả chế với cô ta là phải đập bố tờ chế hả cô chơi tụi lo tụi tố là chơi tụi tiên lâu lũ chế hoa đây tôi hay hả rồi tụi lo tụi tố là chơi tụi tiên lâu hả với cô ta nữ chế hoa đây hả hãy thế trả chế tôi sẽ trả chế chỉ muốn chờ chế chế hả chế thế thì nó là to chế hoa đai hay ở dần có sự lấy trong hia là cô cho chó câu cần cầu chè mua nâng tay xóa cờ ta đi á đoạn câu lọ trầu thì lại thế chè là cái cờ lũ nó đâu bé nó kê kê là dễ xưa dần sự lấy trong hia ở giả trị bố đâu cô hia mà nó chế cô tôi chống chở nó hứ mua bằng bao mua play vàng câu mua tua bằng đê không chở nó đâu dạ cơ tờ cái là do thế mẹ lô xin tên tờ gai xiên gai chì kề tên tờ nó đâu dạ dạng chì chỉ lấy xong nó chì hóa là dưới lắm khó khổng mẹ mẹ giờ là bị trẻ ơi giờ đã có bị không tỉnh nói hả gần rất nhiều sự đã gút tôi hả là gút tôi có cha không có được bố sa tỉnh nói hả ta chỉ cô rồi lo tôi hồ sơ ở mong chạy cô chỉ mua hả là tôi ở lòng được bố sa tỉnh nó cô cho mình nhảy vào tê để ở sĩ tôi super lu tê tí nói chạy là cô chai là dễ cơ hơn cầu chị chí bú tỏ xin à chạy với tí là nhớ bú tỏ nó ở bài chế hay là nhớ tỏ tụi tí lo lưu chế bây giờ bài chế hay là lý lý cho mong là thế nhớ là anh chị muốn chị là chạy chả mất chế hả chạy với tí là nhớ cô dân đôi chữ lấy rong hea giả chỉ bố hea là cơ lũi nó sẽ ở gâu chì rõ cơn gâu bội tôi nhớ kênh tờ dù lời xưa chì là cơ lũa đâu đi nó là nên giả chỉ bố hea bây giờ em bao giờ phải trẻ nhớ to sợ đờ tôi cho chống hea chì tỏi cho lo rồi tỏi cho nè cái cô tư giờ phải chế cơ lúa đâu đi nó xưa nè ra chị bố hớ tỏ nó chế cháu tu chế xưa cổ lúa sẽ tông cố cá cổ đua hết ạ là trời đánh nông thì bố tôi phải chế ổ tiếp bài tay cho tỏ lỡ hết ạ cơ lúa đâu đi tư chỉ giống như vậy thôi thằng đừng có mà cho nó nên nó giờ ta chỉ giặt xịt bố đâu cũ giờ là hay lúa là cơ lúa đâu đi rồi giặt xịt bố nhá để nó từ tí lâu chơi ở đây bé sẽ đợi cô lo nhớ đỡ sầu no cho nhớ sầu no thì cô nhớ cho nhớ hậu to hậu là cô nhớ ở lần nhớ đỡ hậu lại thia thế thì họ chẳng tôi ở bên lăng thì tao lo ý cho được bệnh thì là thiếu sen thì bỏ bỏ đi cha thì do lại lo tại vì bé cũng phải chạy lại xưa nhớ là cũng chỉ mới đã chỉ dù chỉ mới đã chuyện gì nhé không mà những lần đầu thế thì chỉ mua khỏi dối là hay á thì bé cũng phải chạy lại xưa chạy là mình cho ba kia một nó nhà bếp mà xin chỉ cho lúc xưa chưa thiếu rồi giờ chỉ bút đâu của câu lúa đâu đi bếp mà xin chỉ đồ